Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, liên quan tới việc khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Dư luận rất quan tâm, ngoài bà Hằng thì liệu còn ai là đồng phạm, đặc biệt là những người đã từng tham gia với nữ doanh nhân này trong các buổi livestream. Trong đó ông Huỳnh Nguy Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam, trong bà Nguyễn Phương Hằng là người đang được chú ý nhất. Tuy nhiên mới đây trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định hành vi của ông Huỳnh Huy Dũng chưa đủ cơ sở cấu thành tội phạm. Cụ thể cuối tháng 5, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị điều tra bổ sung làm rõ hành vi của ông Huỳnh Huy Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam, chồng bà Nguyễn Phương Hằng, có dấu hiệu đồng phạm với Nguyễn Phương Hằng hay không khi có những lần Ông Dũng cùng tham gia với các buổi livestream ở công ty cổ phần Đại Nam và ở nhà, đề nghị làm rõ hành vi có dấu hiệu làm nhục vu khống người khác theo điều 155, điều 156 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên quá trình điều tra bổ sung, công an thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên quan điểm đối với vụ án về hành vi của ông Huỳnh Huy Dũng, cơ quan cảnh sát điều tra xác định chưa đủ cơ sở cấu thành tội phạm. Trước đó ông Huỳnh Uy Dũng bị ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai bà Nguyễn Phương Hằng tố giác với vai trò đồng phạm. Vào ngày 12 tháng 7, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã có văn bản số 2609 VKSTC C1 P1 gửi cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền. Văn bản nêu rõ, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhận được đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn, ngụ tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung tố giác cơ quan chức năng trong quá trình thụ lý giải quyết vụ án Nguyễn Phương Hằng, mẹ ông Tuấn, phạm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo quy định của điều 331 Bộ luật hình sự đã bỏ lọt tội phạm đối với ông Huỳnh Huy Dũng, chồng bà Hằng, là người giúp sức tích cực cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội nêu trên nhưng không bị xem xét và xử lý hình sự. Vào ngày 30 tháng 5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã chuyển đơn tố giác liên quan ông Huỳnh Quy Dũng đến Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh để chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền. Theo phiếu chuyển đơn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an nhận được đơn của Nguyễn Quang Tuấn có nội dung: Tố giác ông Huỳnh Huy Dũng có hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Căn cứ các quy định của pháp luật, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, sau đó chuyển đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn đến Công an thành phố Hồ Chí Minh giải quyết theo thẩm quyền. Liên quan vụ việc luật sư Trần Minh Hùng, trưởng văn phòng luật sư gia đình thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến, việc ông Tuấn tố giác ông Dũng là quyền của ông Tuấn và đây cũng là thủ tục tố tụng bình thường. Căn cứ đơn tố giác tội phạm, cơ quan chức năng cần xem xét và giải quyết đơn đúng theo quy định của pháp luật và dù khởi tố hay không khởi tố thì cũng phải trả lời cho người tố cáo biết bằng văn bản. Cũng liên quan đến sự việc trên Luật sư Diệp Năng Bình Trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật Thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh phân tích Theo quy định tài khoản 1 Điều 17 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 sửa đổi Bổ sung năm 2017 Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên Cố ý cùng thực hiện một tội phạm Về mặt khách quan đồng phạm là phải có từ hai người trở lên Tham gia cùng một tội phạm Nếu thiếu yếu tố này thì không có đồng phạm Nếu chỉ có một người phạm tội thì không thể là đồng phạm về mặt chủ quan, những người đồng phạm thực hiện tội phạm với lỗi cố ý. Người đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người sử dụng, người giúp sức. Đối với những hành vi của ông Dũng Như, cho rằng vợ mình là bà Hằng nói rất thật và cùng thách thức người khác sau kê. Cùng tổ chức sử dụng trường đua, hô hào, vỗ tay khi xem đua chó có đặt tên người bị xúc phạm nhiều cá nhân. Như ông Tuấn tố cáo và các clip thể hiện trong trường hợp này có thể được coi là hành vi kích động sử dụng. Tuy nhiên kết quả như thế nào thì cần phải chờ các cơ quan chức năng điều tra và sang mình thêm. Bên cạnh thông tin liên quan đến ông Huỳnh Huy Nguy Dũng, cơ quan điều tra cho biết đã đề nghị truy tố 4 bị can khác cùng tội danh bao gồm: Tiến sĩ Luật Đặng Anh Quân, giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Mai Nhi 40 tuổi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà 31 tuổi, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam. Huỳnh Công Tân 29 tuổi, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam. Cụ thể các bị can nói trên dù không mâu thuẫn với những nghệ sĩ ca sĩ cá nhân nêu trên, nhưng do là nhân viên và hưởng lương từ bà Nguyễn Phương Hằng nên liên tục thực hiện các hành vi giúp sức tích cực cho bà Hằng. Từ tháng 3 năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng cùng với sự giúp sức của các bị can đã sử dụng 12 kênh mạng xã hội xâm phạm đến danh dự 9 người, bao gồm nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vị Oanh, nhà báo Đảng Hàn Ni, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên và chồng là Lê Công Vinh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Dầu, ông Nguyễn Đức Hiền, phó hướng tổng biên tập báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan điều tra xác định ông Đặng Anh Quân đã trực tiếp tham gia nhiều buổi livestream cùng bị can Nguyễn Phương Hằng với vai trò là khách mời để tăng độ tin cậy. Trong các buổi livestream này, ông Quân đã có những phát ngôn bình luận cùng tương tác với bà Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự uy tín nhân phẩm của nhiều cá nhân hành vi của ông quân đã giúp sức tích cực cho bà hằng thực hiện hành vi phạm tội liên tục nhiều lần trong thời gian dài mỗi khi bà nguyễn phương hằng phát ngôn xúc phạm người khác thì ông quân cùng tương tác phát ngôn góp phần cổ vũ bà hằng thực hiện hành vi phạm tội lý giải về việc tham gia trên ông quân nói muốn an ủi bà hằng ngoài ra ba bị can nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà Huỳnh Công Tân đã thực hiện hành vi tạo lập quản lý các trang mạng xã hội, kết nối các tài khoản mạng xã hội vào Internet, thông báo thời gian, chủ đề live stream, chuẩn bị nội dung sân khấu để Nguyễn Phương Hằng live stream và đăng tải các bài viết lên các trang mạng xã hội, theo chỉ đạo của Nguyễn Phương Hằng. Các nội dung đăng tải trên đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và bình luận, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền cơ bản của công dân. Liên quan đến vấn đề này, luật sư Nguyễn Văn Hiệp, văn phòng luật sư Việt Juris, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tất cả các buổi livestream được phát nhiều giờ, bà Hằng mất kiểm soát bản thân, có hành vi hiếu thắng, thách thức, đưa đời tư nhiều cá nhân ra phán xét, triệt hạ danh dự người đối kháng. Cộng thêm nhiều khách mời tham gia là những người có kiến thức, kinh nghiệm và hiệu ứng đám đông ủng hộ lại càng khiến cho bà Hằng tự tin lấn tới nên vi phạm ngày càng trầm trọng. Đối với những người tham gia tại các buổi live stream, nếu qua điều tra phát hiện có sự bàn bạc thống nhất giữa bà Hằng và những người này về việc sử dụng các lời lẽ khiếm nhã, xâm phạm đời tư của người khác, lợi dụng quyền tự do dân chủ, bịa đặt, xuyên tạc, lăng mạ, lan truyền thông tin sai sự thật, cơ quan chức năng có thể xử lý hình sự về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước quyền và lợi ích của tổ chức cá nhân với vai trò là đồng phạm theo quy định điều 331 Bộ luật hình sự thưa quý vị vụ việc trên chính là bài học đắt giá cho những kẻ tự cho mình cái quyền gọi là tự do ngôn luận và những kẻ không biết nhận định đúng sai hồi theo khi mạng là ảo còn hậu quả phải gánh là thật liệu rằng vụ án phức tạp này sẽ còn những tình tiết gì chưa được tiết lộ ai sẽ cùng bà hằng phải hầu tòa trong thời gian tới đây những thông tin tiếp theo liên quan đến vụ việc này sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các video tới mời quý vị cùng đón xem